Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế quỷ Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí và mà người ấy vẫn tin tưởng và đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Ngôn sứ Jeremiah sinh vào khoảng năm 650 trước Chúa Giêsu, và ông được gọi làm ngôn sứ khi còn rất trẻ. Năm 627 đã được gọi làm ngôn sứ của Chúa. Cho nên trong sách ngôn sứ Jeremiah có cái câu: lạy Chúa, con còn rất trẻ, con cũng không có tài ăn nói, nhưng mà Chúa nói này, ta sai ngươi đi, ngươi cứ đi. Cho nên Chúa lấy một cục than hồng thánh hóa môi miệng của Jeremiah, và Jeremiah đi loan báo lời Chúa. Ngay chính cái tên của Jeremiah chúng ta cũng hiểu được ngài làm ngôn sứ trong một cái bối cảnh mà người Do Thái đang bỏ Chúa, hay đang được nói như là không tin vào quyền năng của Chúa, cứng đầu cứng cổ. Tên Jeremiah có nghĩa là khúc ca than vãn và ai oán. Quả thế, những gì mà Jeremiah loan báo cho chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay đúng như thế. Jeremiah nói với những người Do Thái thế này: từ ngày mà Đức Chúa là Thiên Chúa giải thoát anh em khỏi nô lệ bên Ai Cập để trở về đất hứa, thì anh em cứ suy nghĩ, anh em sẽ thấy Ngài vẫn không ngừng sai tất cả các ngôn sứ của Ngài, chính là các ngôn sứ, các tôi tớ của Chúa, chính là các ngôn sứ đến, nhưng mà chúng không nghe, họ chẳng để tai, bởi vì họ đã ra cứng đầu cứng cổ. Thưa cộng đoàn, chúng ta đã suy niệm về người Do Thái là một dân tộc nhận được mệnh lệnh, lời hứa và thánh chỉ của Chúa, cho nên họ là một dân tộc khôn ngoan và thông minh ngày hôm qua. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại thấy một cái điều trái ngược. Người Do Thái cứng đầu cứng cổ suốt hành trình sa mạc, 40 năm trong sa mạc. Dân Do Thái nhiều lần là xa đi ngã lại, đã phản bội Chúa, cứng đầu cứng cổ. Như là Jeremiah loan báo, họ không tin vào quyền năng của Thiên Chúa.
họ không nghe và thực hành những huấn lệnh của Chúa. Cho nên Jeremiah cảnh cáo họ. Và lời của Jeremiah nói khiến cho sứ mạng của Jeremiah, sau này họ bắt cả Jeremiah và Jeremiah phải kết thúc sứ mạng. Nhưng mà Ngài vẫn loan báo, cứng đầu cứng cổ. Thưa cộng đoàn, nếu chúng ta là những bậc làm cha mẹ và chúng ta có những đứa con, chúng ta dạy nó, chỉ bảo nó mà nó không nghe, cứng đầu cứng cổ là ngang ngạnh, ương bướng, là chai lì, cứng cổ, bất tuân, thì chắc chúng ta cũng buồn lắm. Và như thế chúng ta hiểu được tâm trạng của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng khóc vì dân mà Ngài đã chọn làm dân riêng, họ cứng đầu cứng cổ như thế. Cho nên Thánh Vịnh 94 hôm nay hát lên rằng: hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chớ cứng lòng. Bởi vì lời Chúa mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Thế thì hãy lắng nghe, đừng cứng đầu cứng cổ nữa. Để khi nghe lời Chúa thì biết nhận ra lòng thương xót và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Để chúng ta sám hối là trở về. Kính thưa cộng đoàn, sự cứng đầu cứng cổ của dân Do Thái đẩy lên đến đỉnh cao vào ngay thời của Chúa Giê-xu. Bởi vì khi Chúa Giê-xu đến, họ cũng không tin vào Ngài. Họ còn coi Ngài đã dựa vào tướng quỷ hay quyền lực của quỷ, có nghĩa là Ngài chỉ là một quỷ con thôi để trừ quỷ. Điều này là một sự xúc phạm quá sức mà chúng ta nghe trong bài tin mừng. Nếu chúng ta đọc cái bài tin mừng này song song ở trong tin mừng của Thánh Matthew hoặc là của Thánh Marco, thì Thánh Matthew và Thánh Marco nói rằng là đây là bởi vì họ đã phạm đến Chúa Thánh Thần. Những người Do Thái không tin vào quyền năng của Chúa Giê-xu. Khi Chúa trừ quỷ thì họ nói ông đã dựa vào tướng quỷ Beelzebul để trừ quỷ. Như vậy là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Giê-xu dùng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Ngón tay của Thiên Chúa là biểu tượng, là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thế mà người Do Thái cứng đầu cứng cổ, họ không có tin, không tin. Và họ còn xúc phạm. Họ nói, họ đòi Chúa một dấu lạ. Bởi vì Chúa chỉ là người dựa vào quyền của tướng quỷ, hay là chỉ là một quỷ con thôi để trừ quỷ, thì điều ấy hết sức xúc phạm. Thưa cộng đoàn, nhưng mà chúng ta trở lại suy niệm trong bài đọc của Jeremiah. Jeremiah cũng nói với chúng ta về người Do Thái: từ trước đến nay các ngươi cũng giống như cha ông các ngươi, các ngươi cái tâm địa ngoan cố và xấu xa, các ngươi đã chẳng lùi chứ không tiến, các ngươi lùi chứ không tiến. Thưa cộng đoàn, sống đạo mà dừng lại, lùi chứ không tiến, thì điều ấy cũng đáng trách. Thế thì chúng ta phải xét ngẫm xem bao nhiêu năm nay chúng ta đã sống đạo, chúng ta đã cử hành bao nhiêu mùa chay rồi. Đời sống thiêng liêng, đời sống đạo của chúng ta có thăng tiến không? Hay chúng ta cũng đang lùi? Và nếu chúng ta dừng lại là chúng ta đang lùi đấy, như là điều mà Jeremiah loan báo. Vậy là chúng ta có tin vào quyền năng của Chúa Giê-xu không? Hay là chúng ta cũng như những người Do Thái, chỉ coi Chúa dựa vào quyền lực của thế tướng quỷ để trừ quỷ? Chúng ta có tin vào sự giải thoát của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta? Khi Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự giữ và khỏi cái chết, để chúng ta được sống trong sự tự do của người làm con Thiên Chúa hay không? Người Do Thái được giải thoát khỏi cách nô lệ bên Ai Cập và họ được trở về đất hứa. Đấy là cái điều mà sứ điệp mùa chay năm 2024 này Đức Giáo Hoàng Francisco nói với cộng đoàn: xuyên qua sa mạc, dân Chúa được đến gần đất hứa, nghĩa là đạt được sự tự do. Thế thì họ đã được giải thoát khỏi nô lệ để được tự do. Còn chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta được giải thoát, được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu.
giải thoát khỏi sự chết để chúng ta được sống. Vậy thì chúng ta xét xem cuộc đời của mình có thăng tiến không? Đời sống đạo của mình, đời sống thiêng liêng của mình có tiến lên mỗi ngày không? Có vươn lên trong sự kết hợp nhiệm màu với Thiên Chúa không? Hay là chúng ta vẫn chỉ dừng lại? Và trong thư mục vụ mùa chay năm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi chúng ta, chúng ta đã thực hiện những công việc của mùa chay để làm cho đời sống đạo của chúng ta thăng tiến chưa? Thưa cộng đoàn, Đức Tổng nói nhắc chúng ta phải thực hiện chay tịnh. Bởi vì ở trong xã hội này, người ta theo chủ nghĩa duy vật, người ta dễ coi vật chất là tất cả. Thế thì chúng ta là những người tin Chúa, theo Chúa, chúng ta tin vào quyền năng của Chúa, chúng ta có thực hiện chay tịnh là để cho mình chiến thắng được cái bản thân của mình, để mình vươn lên trong tình yêu, ở trong sự kết hợp với Thiên Chúa hay không? Chay ở đây còn nói với chúng ta đã cố gắng biết không công nhận hay không muốn người khác nhìn nhận mình. Đấy là sự khiêm nhường. Nhiều khi chúng ta cũng muốn người khác nhìn nhận mình, nghĩa là chúng ta cho mình là hơn, cho mình là nhất, cho mình là tốt. Thế thì đừng tìm cái sự khen thưởng nơi người khác. Chay tịnh là làm cái điều đó. Thế rồi chúng ta có thực hiện chay tịnh về mặt lời ăn tiếng nói của chúng ta không? Lời nói của chúng ta có khi trở thành một cái vũ khí sát thương người khác ấy. Khi chúng ta xúc phạm đến người khác, khi chúng ta nói xấu người khác, khi chúng ta dùng lời đó mà miệt thị người khác, thì chúng ta đang xúc phạm, sát thương họ đấy. Thế thì thưa cộng đoàn, ông mùa chay này chúng ta thực hiện chay tịnh, chúng ta phải nói những lời yêu thương, sống một cuộc đời hiền lành, dịu dàng. Thì có thế chúng ta mới thực hiện chay tịnh đúng nghĩa, và như vậy chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Thế rồi chúng ta đã thực hiện việc chúng ta phải trở về với một đời sống đơn sơ, khiêm tốn. Đức Tổng mời gọi chúng ta đấy, tập sống đơn sơ, khiêm tốn. Trong xã hội này, thời đại này phát triển có nhiều thứ lắm. Chúng ta đã thấy rằng là vật chất quá nhiều, cuộc đời cũng có quá nhiều cái phức tạp. Chúng ta tập sống hiền lành, đơn sơ, coi mọi sự chỉ là phương tiện để giúp chúng ta đạt được mục đích là Chúa thánh hóa, Chúa dùng những phương tiện ấy để thánh hóa chúng ta trong đời sống thiêng liêng, trong sự đơn sơ và khiêm tốn. Trong sự đơn sơ và khiêm tốn, chúng ta cũng hiểu được mình chỉ là bụi cát thôi, chỉ là bụi đất thôi. Cho nên khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm tốn thì học được nhiều bài học từ để cho Chúa thanh luyện mình, cũng như học bài học từ những người khác. Hãy thưa cộng đoàn, chay tịnh là thế. Thế rồi những ngày qua tôi nhớ là tối hôm mùng 5 mạng xã hội Facebook bị sập toàn cầu. Chúng ta có cảm thấy thế nào? Cảm thấy có tiếng đồng hồ thôi mà có nhiều người không chịu nổi. Bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào mạng xã hội, bị lệ thuộc vào cái điện thoại, smartphone. Chúng ta có chay tịnh là rời bỏ nó, để chúng ta dành thời gian sống trong sự thinh lặng, trong yên tĩnh để cầu nguyện với Chúa không? Hay dành thời gian đấy để mà nói chuyện với nhau, bố mẹ dành thời gian với con cái dành thời gian ở bên cạnh bố mẹ. Hay là chúng ta cứ bị lệ thuộc vào cái điện thoại đấy. Có người một ngày dùng mạng xã hội cả 4-5 tiếng đồng hồ, để bảo rằng con làm việc đó để kinh doanh. Thưa cộng đoàn, không thể biện minh như vậy được. Chúng ta đang bị lệ thuộc vào mạng xã hội, và như thế chúng ta đang đánh mất chính mình. Không phải là được tự do, mà chúng ta đang bị lệ thuộc, đang bị mất tự do vì những cái điều đó. Thế thì thưa cộng đoàn, chúng ta phải xét xem, xem bao nhiêu năm nay chúng ta đã cử hành các mùa chay, lời mời gọi của Chúa có đến với chúng ta không? Chúng ta có thực hiện không? Để rồi chúng ta được thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, chứ không phải là lùi như người Do Thái, không phải là đứng yên. Thế thì chúng ta xin Chúa ban ơn biến đổi lòng trí chúng ta, để chúng ta ngoan ngoãn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta không cứng đầu cứng cổ, để chúng ta biết trở về với Chúa, sống thánh thiện. Và như thế chúng ta mới biết rằng và thực hiện được
những gì mà Chúa muốn chúng ta làm trong mùa chay này. Rồi trong bức thư mục vụ mùa chay, Đức Tổng Giám Mục còn mời gọi chúng ta sống tập, sống nội tâm, đi vào chiều sâu của đời sống đạo. Điều mà trong ngày suy niệm hôm qua tôi đã nói với mọi người ấy, Kitô giáo chúng ta hay người Công giáo chúng ta sẽ bị hạ thấp, hay Kitô giáo sẽ bị người khác coi thường nếu chúng ta chỉ dừng lại ở sự hiểu biết, nghi thức, nghi lễ, kể cả là đời sống đạo đức, mà không vươn lên trong sự kết hợp nhiệm màu với Thiên Chúa. Thế thì tập đi vào trong đời sống nội tâm là sự kết hợp với Chúa như thế. Thế thì Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, Ngài hướng dẫn chúng ta. Ngài nói với những người Do Thái đã có hành động không nhận ra quyền năng của Ngài khi Ngài trừ quỷ. Đó là Ngài nói thế này, thưa cộng đoàn. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì người ấy sẽ được bảo vệ, nhà người ấy sẽ được bảo vệ. Thế thì chúng ta đã được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, khỏi quyền lực của ma quỷ. Như vậy là chúng ta có vũ trang đầy đủ, đó là sức mạnh của Chúa, là lời Chúa và mệnh lệnh thánh chỉ của Ngài, là bánh hằng sống, sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Đấy là sức mạnh đầy đủ. Vậy thì chúng ta hãy bước vào lâu đài nội tâm của lòng mình để thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Thì đây là điều quan trọng mà chúng ta phải thực hiện trong suốt cả mùa chay này và trong suốt cả cuộc đời chúng ta, trở về với nội tâm lòng mình để cảm nghiệm được Chúa ở đấy, trong thẩm cung lòng mình Chúa hiện diện. Và Chúa chính là ông chủ của lâu đài nội tâm chúng ta. Chúa tự do ra vào và ban ơn, và Chúa cứ từ từ Chúa mặc khải cho chúng ta một cách nào đó để chúng ta bước vào nội tâm lòng mình để đi lên trong sự kết hợp nhiệm màu với Thiên Chúa. Nói về điều này, tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn về kinh nghiệm thiêng liêng trong sự kết hợp nội tâm với Chúa của Thánh nữ Teresa Avila. Ai đọc cuốn sách Lâu đài nội tâm của Ngài thì phải cảm nghiệm được điều này. Và nếu đọc cho đến cơ sở thứ 7 trong nội tâm của lâu đài mình, thì chúng ta sẽ cảm nhận được chúng ta được yêu thương, được cưng chiều, được Chúa tỏ lòng thương xót biết là giờ nào. Thế thì Thánh Teresa mô tả nội tâm lòng chúng ta như một cái tòa nhà có 7 tầng, hay lời của Ngài nói là 7 cơ sở. Thế thì chúng ta được mời gọi để bước vào, và cứ như vậy tiến bước, từng bước trong lâu đài nội tâm của lòng mình để đi đến cơ sở cuối cùng là tầng thứ 7. Ở nơi ấy Chúa kết hợp với chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, giờ đây trong bài chia sẻ ngày cuối cùng của tĩnh tâm, tôi mời cộng đoàn chúng ta cùng bước vào nội tâm của lòng mình để đi vào lâu đài nội tâm ấy, để chúng ta gặp Chúa và chúng ta xem Chúa biến đổi và thánh hóa chúng ta cách nào để chúng ta được tinh tuyền và trong sạch, được chính Ngài ra làm sao. Ở cơ sở thứ nhất, tôi cũng thấy rất hay là nhà mục vụ của cộng đoàn, các cha tu sĩ của giáo xứ Thái Hà đây cũng có 7 tầng, thì rất dễ cộng đoàn mô tả. Hôm qua tôi đã lên đến tầng thứ 7 để chơi bóng bàn với các cha, và bây giờ tôi có thể cùng với cộng đoàn chúng ta bước vào cái tầng thứ nhất hay cơ sở thứ nhất của lâu đài mình. Ai tập sống đời sống cầu nguyện bằng cả tâm niệm, khẩu nghiệm và chiêm niệm thì bước vào được cái tầng thứ nhất của lâu đài lòng mình. Và Thánh Teresa Avila Ngài nói, lâu đài của con người lúc bấy giờ như một khối pha lê trong suốt. Thế thì linh hồn của những người trong sạch, những người công chính thánh thiện thì như vậy, đẹp tựa như vậy. Và như thế gần như là thiên đàng. Thế thì họ chỉ cần bước vào bằng đời sống cầu nguyện, khẩu nguyện, tâm niệm và suy niệm. Cộng đoàn để ý, khẩu nguyện là chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Lạy con Đức Chúa Trời hằng sống xin thương xót chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Điều mà chúng ta đã làm, thế thì là chúng ta bước vào được
cái phần đầu tiên, cái cơ sở đầu tiên của lâu đài lòng mình. Hay chúng ta suy niệm cuộc thương khó của Chúa lúc đầu thánh lễ đấy, chúng ta ngắm 15 sự thương khó Chúa đấy, suy niệm, bằng cách suy niệm như vậy chúng ta cũng bước vào được cái phần đầu tiên của lâu đài mình. Thế thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta, tôi có thể nói như vậy bởi vì tất cả chúng ta đều đã cầu nguyện, đều đã làm thực hành việc khẩu nguyện và đã chiêm niệm, cho nên chúng ta chắc chắn là mình đang bước vào và ở đây. Nhưng mà chúng ta phải để cho Chúa cuốn hút lòng mình để càng ngày càng đi lên nữa, tiến bước nữa trong cái lâu đài đó. Để chúng ta sẽ bước lên cái cơ sở thứ hai hay tầng thứ hai. Bước vào tầng thứ hai này, Thánh Tây Lê Sa Vi La dạy chúng ta bắt đầu thực hiện việc nguyện ngẫm. Kính thưa cộng đoàn, có một cái từ chuyên môn về tu đức, nguyện ngẫm. Lúc trước là chúng ta cầu nguyện bằng khẩu niệm, bằng tâm niệm, bằng suy niệm. Thì bây giờ chúng ta bước vào việc nguyện ngẫm. Ở trong cơ sở thứ hai này, nguyện ngẫm, chúng ta ngồi suy và ngẫm điều mà Chúa tỏ bày cho mình, điều Chúa mặc khải cho mình. Thế thì làm như vậy là chúng ta đang bước vào cái cơ sở thứ hai của lâu đài nội tâm của lòng mình. Và ở đây Chúa bắt đầu ban ơn, Chúa bắt đầu tỏ cho chúng ta thấy Chúa quyền năng và thánh thiện biết là dường nào. Và Chúa cũng to cho chúng ta thấy con người chúng ta thấp hèn và yếu đuối đang làm sao, để chúng ta khao khát Chúa, để chúng ta thiết tha yêu mến điều mà Chúa duyện. Đấy, thế thì ở nơi đây chúng ta phải thực hiện cầu nguyện. Và trong cơ sở thứ hai này, chúng ta cũng sẽ bắt đầu phải thực hiện cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại ma quỷ. Thưa cộng đoàn, bởi vì sao? Cái người cầu nguyện á, là cái người mà gần Chúa. Khi gần Chúa thì ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta, nó sẽ tấn công chúng ta và làm cho chúng ta xa Chúa. Cho nên chúng ta phải chiến đấu với ma quỷ. Và khi chiến đấu với ma quỷ là chúng ta sẽ bị thương tích nữa. Cho nên chúng ta phải kiên vững trong cầu nguyện, bám chặt vào Chúa, thì chúng ta mới ở được trong cái tầng thứ hai, cơ sở của nội tâm lòng mình. Để rồi chúng ta được Chúa mời gọi để tiến bước, tiến bước, tiến tước, tiến tiếp trong đời sống nội tâm. Không phải dừng lại mà phải thăng tiến, phải đi lên, đi lên. Lên tầng thứ ba của tòa nhà mục vụ này, chúng ta sẽ được mời gọi để thực hành việc nguyện ngẫm. Và lúc bấy giờ Chúa đã tỏ bày cho chúng ta biết dung nhan của Ngài. Và Chúa cũng đôi lúc, đôi ba khi Chúa tỏ cho chúng ta những ơn, chúng ta được gọi là ơn an ủi thiêng liêng. Chúa làm cho chúng ta được Chúa cuốn hút lòng mình. Chúa ban những ơn an ủi thiêng liêng. Tôi ví dụ như là khi cộng đoàn nghe giảng, khi cộng đoàn rước lễ, khi cộng đoàn cầu nguyện, cộng đoàn nhận được cái ơn an ủi thiêng liêng, đó là cộng đoàn thấy lòng mình bừng cháy lên lửa yêu mến Chúa. Cộng đoàn thấy sốt sắng. Và lúc bây giờ cộng đoàn thấy mình chỉ còn Chúa mà thôi, mình thiết tha phụng sự Chúa thôi. Lúc bây giờ mình cảm giác như mình sẵn sàng chấp nhận tất cả, chịu đau khổ vì Chúa, làm tất cả để được Chúa. Và bây giờ cộng đoàn sẽ ở lâu giờ trong cầu nguyện. Cộng đoàn sẽ thực hiện việc bác ái, hy sinh, hy sinh nhiều hơn. Và như thế mình muốn làm tất cả như vậy vì Chúa. Thưa cộng đoàn, chúng ta đã vào được đây chưa? Thánh Teresa Vi La nói là nhiều người ở trần gian này vào được cái cơ sở thứ ba này. Bởi vì họ đang khao khát Chúa và họ đang muốn tất cả cho Chúa. Họ sẵn sàng hy sinh về Chúa. Đây là bằng chứng của các vị tử đạo. Làm tất cả vì Chúa, vì được yêu mến Chúa, vì được Chúa yêu mến. Tuy nhiên, họ cần phải ý tứ rằng là những ơn an ủi thiêng liêng đấy chưa phải là Chúa. Chúa ở trên cơ. Chúa ở thâm cung lòng mình cơ. Chúa ở cơ sở thứ bảy cơ. Nên phải tiếp tục vươn lên. Đừng dừng lại ở đó. Phải khát khao và tiến bước. Cứ tiến bước, cứ tiến bước tiếp. Đó. Và chúng ta sẽ lên đến cơ sở thứ tư. Cơ sở thứ tư này, chúng ta bắt đầu việc thực hiện một cái hình thức cầu nguyện, đó là cầu nguyện suy gẫm an tĩnh, cầu nguyện an tĩnh hay suy niệm an tĩnh. Thì cộng đoàn thấy suy niệm an tĩnh là gì? Mà ở trong cơ sở này mình phải thực hiện cái việc đó, an bình, con người mình được ở bên Chúa an bình và tĩnh lặng, phải ở lại trong sự thinh lặng,
nhiều thì chúng ta mới cảm được chính Chúa. Nhưng thưa cộng đoàn, có những lúc chúng ta không thinh lặng được, xã hội có quá nhiều thứ ồn ào làm cho chúng ta khó thinh lặng. Trong thánh lễ đó, sau bài giảng chúng ta thinh lặng 2 phút đồng hồ để chúng ta đấy đang đi vào trong cầu nguyện an tĩnh để ở với Chúa đó, cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong lòng mình đấy. Nhưng mà tôi thấy nhiều khi chúng ta thấy khó lắm. Ví dụ hôm qua đấy, vừa bắt đầu ngồi thinh lặng thì ca đoàn đã đánh đàn rồi, tưởng là phải hát đó. Thế thì trong cuộc sống lúc nào đó chúng ta phải trở lại với lòng mình trong sự thinh lặng, yêu mến sự thinh lặng, trong an tĩnh, thì lúc bây giờ ta mới vào được cơ sở thứ tư. Và ở đây là một bước ngoặt quan trọng. Trong cơ sở thứ tư này chúng ta bắt đầu có được những biểu hiện trong thần học, được gọi là những biểu hiện về thần bí. Vì chúng ta bắt đầu bước vào trong sự kết hợp tương quan nhiệm màu với Thiên Chúa, cho nên có những dấu chỉ rất đặc biệt để cho chúng ta thấy. Có thể lúc bây giờ chúng ta sẽ quên hết mọi sự trần gian này, bởi vì chúng ta chỉ có muốn Chúa, chỉ có khao khát Ngài thôi. Ngài mới là tất cả. Đấy, để đang ở trong tình trạng ấy. Thế thì Thánh Teresa Avila khuyên chúng ta đó, ai bước vào được cơ sở này rồi á, thì phải kiên nhẫn, kiên trì cầu nguyện. Đừng có bỏ cầu nguyện. Bởi vì có những lúc Chúa sẽ ngắt đi những cái ơn mà chúng ta gọi là ơn an ủi thiêng liêng ấy. Mà trong tình trạng khô khan kéo dài mà ngày hôm qua chúng ta đã dùng để đêm tối giác quan để thanh luyện những cái dục vọng của thân xác, cảm giác, cảm xúc của chúng ta đấy. Thì hôm nay đúng như vậy, ở cơ sở này Chúa dùng một cái hình thức thanh luyện chúng ta trong sự khô khan kéo dài. Nếu ở trong tình trạng này, thưa cộng đoàn, chúng ta hãy tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đừng bỏ cầu nguyện. Bởi vì lúc này mà chúng ta bỏ cầu nguyện là chúng ta mất tất cả, là chúng ta lại đi xuống, đi xuống chứ chúng ta không có đi lên được nữa. Cho nên kiên trì cầu nguyện và thực hiện việc nguyện ngẫm an tĩnh, ở lại nhiều với Chúa trong thinh lặng, trong cầu nguyện. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm được lòng Chúa yêu chúng ta ngọt ngào đến mức nào, và Chúa cuốn hút lòng chúng ta đi lên đến mức nào nữa. Có những người, và Thánh Teresa Avila nói rằng là nhiều người ở trần gian này bước vào được cái cơ sở thứ tư này, và lúc bây giờ họ bị ma quỷ tấn công rất nhiều, bởi vì họ mang lại nhiều lợi ích cho Thiên Chúa, mang lại nhiều lợi ích cho hội thánh. Khi người khác thấy họ có một đời sống thánh thiện và kết hợp với Chúa như vậy thì ma quỷ cũng sẽ tấn công họ. Cho nên họ còn phải chiến đấu với cả ma quỷ ở trong cái cơ sở này nữa. Chỉ có bám chắc vào Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thì mới tiến bước được nữa. Thưa cộng đoàn, còn 3 cơ sở nữa, chúng ta sẽ bước sang một cái tình trạng khác. Tình trạng khác của đời sống đạo của chúng ta. Đó là tình trạng mà trong ngày hôm qua chúng ta suy niệm, gọi là giai đoạn chúng ta được thanh luyện tâm linh. Chúng ta bước vào rời cầu nguyện thần bí. Thế thì cộng đoàn có muốn tiến bước tiếp không? Hay chúng ta dừng lại cơ sở thứ tư thôi, rồi đi xuống, không lên tầng 7 đánh bóng bàn với các cha nữa mà dừng lại, đi xuống. Chắc chắn Chúa phải tỏ cho chúng ta biết Ngài tuyệt vời đến được giường nào để chúng ta khát khao đi lên. Và nếu cộng đoàn khát khao thì tôi chia sẻ tiếp với cộng đoàn. Tại vì tôi cũng được cảm nghiệm cái hồng ân mà được Chúa cuốn hút lên như vậy. Thế chúng ta đi vào cơ sở thứ 5 chứ, đồng ý không ạ? Trong cơ sở thứ 5 hay là lên tầng thứ 5 thì chúng ta, Thánh Teresa Avila dạy chúng ta đó, chúng ta phải cầu nguyện tận hiệp, thực hiện hành việc cầu nguyện tận hiệp. Như cộng đoàn bảo cầu nguyện tận hiệp là cầu nguyện như thế nào? Từ nãy giờ nghe nhiều quá cách cầu nguyện, nào là cầu nguyện khẩu nguyện, tâm niệm, suy niệm, suy gẫm, rồi nguyện ngẫm an tĩnh. Bây giờ lại bắt đầu lại cầu nguyện tận hiệp. Cầu nguyện tận hiệp ở cơ sở thứ 5 này, ta với Chúa, Chúa với ta, hay Chúa với linh hồn ta, tận hiến cho nhau. Đấy là cầu nguyện tận hiệp.
Thế cộng đoàn như vậy thì trong ngày mình làm cái gì? Vào đến đây rồi thì mình làm cái gì? Chúa sẽ ban cho mình, Chúa tỏ cho mình biết Ngài tuyệt vời biết là dường nào, thánh thiện và quyền năng làm sao để chúng ta càng ngày càng khát khao được chạm tới Ngài và tiến bước trong đời sống kết hợp với Ngài. Đó. Nhưng mà Thánh Teresa Avila nói với chúng ta là đừng dừng lại ở cơ sở thứ năm, bởi vì đấy cũng chưa phải là Chúa. Chưa phải là Chúa, đấy vẫn chỉ là ơn Chúa ban thôi. Lúc bây giờ chúng ta có thể nói là con sẽ làm tất cả vì Chúa, con sẵn sàng chết vì Chúa. Đây là những vị tử đạo đấy. Nhưng mà Chúa bảo đó vẫn chỉ là ơn ta ban thôi. Còn chính ta cơ, chính ta ở tiếp, ở sâu hơn nữa, ở thẳm cung của lòng con cơ, ở sâu hơn nữa. Con có đi tiếp không? Đi tiếp. Nếu mà chúng ta bảo là thôi con dừng lại, từ đây con không thực hiện cầu nguyện tận hiệp nữa, con không có cầu nguyện an tĩnh nữa, con không có thực hành chuyện nghiện ngẫm nữa, con không có suy niệm, con không có cầu nguyện nữa, không. Thế thì Thánh Teresa bảo là cầu nguyện là con đường để bước vào lâu đài nội tâm và đi lên được với trong sự kết hợp nhiệm màu với Thiên Chúa. Tuy nhiên ở trong giai đoạn này, trong cơ sở thứ năm này, người ta phải khiêm nhường. Bởi vì người ta đã được Chúa ban cho khá nhiều ơn, nên người ta đừng có tưởng rằng là mình đã là tất cả rồi, mình đã thánh thiện rồi. Không, phải khiêm nhường. Khiêm nhường mới bước tiếp được, bởi vì Chúa không bao giờ ban ơn cho những ai kiêu căng đâu. Bởi vì Chúa sẽ mất tất cả nếu mà người đó kiêu căng, thưa cộng đoàn. Cho nên lại phải khiêm nhường. Thế thì khiêm nhường thì chúng ta sẽ đi tiếp. Còn nếu mà muốn kêu căng tự hào thôi, con dừng lại ở đây thôi, giống như là chơi chiếc nón kỳ diệu à, hay là chơi ai là triệu phú đấy, xin dừng lại thôi, vì con thấy là thế là được rồi, tự mãn là đủ rồi, thì thôi, thì rất tiếc, rất buồn cho những người ấy. Con thưa cộng đoàn có cùng tôi, cùng với con tiến bước tiếp không? Lên cơ sở thứ sáu không? Lên tầng thứ sáu chứ. Tầng thứ sáu là nhà ăn của các cha đấy. Ở đây đây chúng ta sẽ được ăn đó. Vì hôm qua con đi hết các tầng rồi, con thấy. Thế thưa cộng đoàn, với khiêm nhường, với lòng khiêm nhường thẳm sâu, chúng ta tiến bước lên cơ sở thứ sáu. Và ở đây bắt đầu có những hiện tượng được gọi là ngất trí và xuất thần. Hai cái từ này cộng đoàn nghe cũng có lạ không? Ngất trí, xuất thần. Và sẽ có việc Chúa trao cho linh hồn người ấy cái điều mà thần học thiêng liêng gọi là vết thương tình. Vết thương tình. Thánh Teresa Avila ngày nhận được, khi ngày bước vào cái giai đoạn này, cái cơ sở thứ sáu này, vết thương tình đó là khi ngài đang cầu nguyện trước bức tượng Chúa chịu nạn ở trong cái đan viện Cát Minh ở bên Tây Ban Nha, thì ngài cảm được có một vị thiên thần sốt mến ấy. Trong số các vị thiên thần có cái phẩm thiên thần sốt mến ấy. Thiên thần sốt mến, thiên thần thông minh, thiên thần bệ thị đó, lấy một mũi kiếm đâm vào trái tim của ngài và ngài cảm nhận được đây là vết thương tình ái mà Chúa đã trao cho. Vết thương càng sâu, người trúng thương càng thích, bởi vì đây là ân huệ, quà tặng của người đánh thương. Người đánh thương đây là chính Chúa. Nếu mà chúng ta đọc cuộc đời của Thánh Alfonso Maria Liguori, người sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ thấy ngài cũng nhận được cái vết thương này, gọi là vết thương tình này. Như thế có thể nói là ngài đã tiến vào đến cơ sở thứ sáu rồi. Và rất nhiều vị thánh, những người nhận được ơn in năm dấu thánh, như Thánh Pio năm dấu, như là Thánh Francisco Assisi đấy, đều nhận được vết thương tình. Thế thì thưa cộng đoàn bảo là quý ông bà anh chị em nhận được vết thương tình này chưa? Lát nữa trong thánh thể, khi cộng đoàn rước lễ đấy, cộng đoàn sẽ cảm thấy Chúa Giêsu chạm vào trái tim mình. Chúa trao cho mình vết thương tình ái đấy. Chúa mời gọi mình, Chúa cuốn hút mình đi sâu hơn ở trong cơ sở này, ở trong cái cơ sở thứ sáu này. Và trong cơ sở thứ sáu này sẽ diễn ra những cái tình trạng được gọi là ngất trí.
ngất trí là như thế nào? Trong cầu nguyện mà chúng ta bị ngất trí đấy, ví dụ như là chúng ta đang dâng lễ này, Cha Bề Trên, dòng Chúa Cứu Thế này, Cha Hiên này, tự nhiên được Chúa nâng lên khỏi thân xác mình, nâng lên khỏi mặt đất này. Thế và trong cái lúc ngất trí ấy, Chúa đưa linh hồn mình đến một cái nơi mà không ai có thể tới được, ma quỷ cũng không thể vào được. Để ở nơi đấy, Chúa mới linh hồn vui hưởng nhau trong sự cầu nguyện tận hiệp, là trong sự trao hiến. Đấy thì cộng đoàn nhận được cái ơn này chưa? Thánh Teresa Vì Lan nói là chúng ta đừng xin ơn ấy, bởi vì xin ơn mà Chúa không muốn, Chúa không trao, thì chúng ta sẽ là người kiêu căng. Chúng ta có chịu nổi không? Đức Hồng Nghi Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ấy, ngài nói thế này: ai cũng thích được in năm dấu thánh, nhưng mà lại không chấp nhận chịu đau khổ khi được in năm dấu thánh. Ai cũng muốn được vết thương tình của Chúa, nhưng mà trong vết thương tình ấy nó sẽ, chúng ta phải chịu đau khổ. Thì chúng ta có chịu đau khổ nổi không để mà đón nhận vết thương tình? Đó. Nhưng thưa cộng đoàn, đây mới chỉ là cơ sở thứ 6 mà thôi. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải tiến nữa. Đừng dừng lại. Nếu dừng lại ở đây thì dù có được 100 triệu hay dù có được 100 triệu năm làm việc để được 100 triệu quan tiền đó, nhưng ngày hôm thứ ba, hôm đầu tiên chúng ta suy niệm ấy, thì cũng chưa là gì. Nên chúng ta phải tiếp tục vươn lên tiếp. Thế cộng đoàn có muốn bước vào cơ sở thứ 7 không? Có bà cụ gật đầu. Có mời bà, mời tất cả mọi người chúng ta bước vào cơ sở thứ 7. Suy niệm xong cơ sở này thì chúng ta sẽ ngất mất, tại vì ông ân quá sức, tình yêu quá đỗi. À, con sẽ cảm giác là chúng ta không chịu nổi đâu. Nên nếu ai mà không chịu nổi thì thôi dừng lại. Vẫn tiếp tục. Trong cơ sở thứ 7, Thiên Chúa trao cho chúng ta chính bản thể Ngài trong một thị kiến tri thức. Ôi giời, cộng đoàn lại nghe cái câu này nó cũng hơi thiêng liêng. Thị kiến tri thức. Thị kiến tri thức là như thế này: trong một giây lát, Chúa Ba Ngôi đến và thông hiệp và trao ban cho linh hồn người ấy, cho con người ấy chính bản thể tình yêu của Ngài. Thánh Teresa nói cái cơ sở thứ 7 này là thiên đàng, là thiên đàng. Bởi vì ở trên thiên đàng chúng ta mới được đối diện với Thiên Chúa hằng sống. Đó. Diện đối diện với Thiên Chúa. Đó. Thế thì Chúa dẫn đưa linh hồn người ấy vào thẩm cung của lòng Chúa. Và ở nơi ấy chỉ có Chúa với linh hồn vui hưởng nhau trong tình yêu, trong sự thánh thiện. Chúa thánh hóa trọn vẹn linh hồn, biến đổi linh hồn thành chính Chúa, biến đổi chúng ta thành chính Chúa. Để rồi như chúng ta nói, như là Thánh Phaolô nói đấy, tôi sống mà không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Bây giờ chỉ còn Chúa thôi, không còn linh hồn nữa. Không phải là hai người cùng bước đi nữa, hai người cùng ở trong thâm cung lòng mình nữa, mà chỉ có một mình Chúa mà thôi. Bởi vì Chúa đã biến đổi và thánh hóa linh hồn ở trong Chúa. Trước khi ở trong tình trạng ấy, thì Thánh Teresa Vì Lan nói là sẽ diễn ra một lễ gọi là lễ đính hôn thiêng liêng. Lễ đính hôn thiêng liêng. Trước khi hoàn thành cử hành lễ thành hôn thiêng liêng, và Chúa với linh hồn nên một với nhau, vui hưởng nhau trong hạnh phúc, trong tình yêu, trong sự thánh thiện, thì đấy là chúng ta đang ở trong cơ sở thứ 7. Vậy ở trong tình trạng này chúng ta phải làm gì? Còn làm được gì nữa? Chỉ có Chúa là hết rồi, là tất cả rồi. Chúa với mình nên một với nhau, vui hưởng nhau như thế rồi, không cần phải làm gì nữa, bởi vì Chúa lúc bấy giờ là tất cả cuộc đời chúng ta. Chúa là của ta, ta là của Chúa, con là của Chúa và Chúa là của con đó. Mọi người được nên một với Chúa. Đây là tất cả những gì mà thần học thiêng liêng hay cách rèn luyện trong mùa chay, tập luyện tu đức hướng dẫn chúng ta để chúng ta đạt được sự thánh thiện ấy. Và lúc bây giờ chúng ta đạt được sự tự do của người yêu của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa nhận ta làm người yêu.
bạn cử hành lễ thành hôn với chúng ta. Thế cho nên chúng ta là hiền thê của Thiên Chúa. Như Đức Giê-xu, Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô, thì chúng ta trở thành người yêu của Thiên Chúa, được Chúa biến đổi và thánh hóa nên chính Ngài. Bây giờ tôi nghĩ lát nữa đây trong Thánh Thể, cộng đoàn sẽ cảm được, sẽ chiếm được và chiếm được Chúa. Chúng ta sẽ có được sự tự do, chúng ta phải ngoan ngoãn hay ngoan ngùi vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, khiêm nhường và tập sống đời sống cầu nguyện để được tiến bước ở nơi đây, chính là ơn phục sinh mà Chúa Kitô đem lại cho chúng ta.